Chào các bạn, hôm nay tôi thông báo cho bạn là tôi vừa nhận một tin rất vui từ khách hàng là cái linh phù văn xương tôi viết xong thì của một chị viết cho con mình thì đã được đúng từ là đã vào Harvard các bạn. Đúng từ của bạn ý, của chị ý gửi cho tôi là đã vào Harvard. Đấy, rất là tuyệt vời. Có một cuốn em cái gì em vào Harvard học kinh tế đúng không? Thì đây là cái linh phù văn xương hỗ trợ học hành thi cử. Như tôi nói là nhiều khách hàng thân quen thì tôi hay gọi là bác và họ hay gọi tôi là chú. Thì vì một số anh chị hơn tuổi mà. Báo chú Linh tin vui nhé, cháu lớn sinh đấy, vừa đỗ thạc sĩ Harvard rồi, cháu đỗ tất cả các trường top 10 thế giới, Nhật Vượng tài trợ 100% học phí ăn ở đi lại. Đấy, kinh chưa các bạn? Kinh chưa Đấy là tất nhiên là cũng phải có cái năng lực của người ta nữa các bạn nhé, chứ không phải, mặc dù là tôi thì vẫn tự hào vì khách hàng của mình có những cái kết quả khá tuyệt vời. Đấy, khả năng sẽ về VinUni dạy, tức là sang Mỹ học xong mới quay về VinUni dạy, kinh chưa? Cháu xong hôm sau chị lại báo là cháu được thêm hai trường đại học top đầu thế giới, báo đỗ đầu thầy Linh ạ. Nhưng cháu sẽ học Harvard thôi, học xong về đây ở, có nhà đẹp phong thủy tốt là cứ đời đời sau phát huy. Đấy, nhờ chú Linh cả đó. Đấy là cái nguyên văn chị nhắn cho tôi các bạn nhé. Đấy, tôi phải chụp lại không đấy. Và cũng nhân cái câu chuyện của chị đấy thì tôi cũng đang viết thêm của một bạn nữa, thì bạn này cũng đúng lúc chị nhắn như vậy thì bạn này lại nhờ viết linh phù văn xương giấy. Đấy, bạn cứ băn khoăn giữa đồng và giấy, xong sau đấy thì bạn chốt chuyển làm linh phù văn xương giấy cho vợ. Bạn này cũng nhờ tôi hóa giúp. Đấy, linh phù văn xương giấy. Đấy, bạn thấy hiệu quả linh phù tuyệt vời. Phù văn xương. Hoặc như tôi còn đang làm cái kim tự tháp sinh cơ văn xương nữa, tăng quyền lực và hỗ trợ nghề nghiệp cho một chị hiệu trưởng. Tôi điền hết thông tin vào rồi tôi đo cho các bạn sau.
đo trước khi đóng dấu này. Thường đo trước khi đóng dấu là nó được khoảng 178. Quay tít luôn nhỉ. Quay tít lò luôn. Bạn này còn nhớ tôi đo cái bàn thờ nhà bạn, nhưng mà bạn quay nghiêng ạ. Bạn quay nghiêng. Quay nghiêng nên là đây chỉ đo xem lúc bạn ấy đứng khấn có linh hay không. Nhưng mà nhìn bàn thờ bố trí là không, tại vì bạn là đây là ai tư vấn đặt chữ thần to đùng ở giữa, đặt chữ thần vào thì sẽ coi như là sẽ chỉ thờ được cái ông thần đấy thôi, hoặc là sẽ bị dao động, không có linh, khả năng lớn là không có linh. Vì cái này tôi cũng đi đo nhiều, thế đang thắp hương, chờ thắp hương xong. Đấy, bây giờ mới đi khấn này. Đây nhá, đang đo, bạn ấy nhờ đo nhưng mà chắc không nhìn rõ. Đang đứng khấn. Không được. Nhìn bàn thờ là biết không có linh.